Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên nhá. Hôm nay là thứ bảy máu chảy về tim. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Minh Thiên sẽ quay cận cảnh cho quý vị và các bạn xem là Vĩnh Phúc quê em đã chuẩn bị không khí Tết đến đâu rồi quý vị nhá. Mặc dù thì còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2021. Nhưng mà quê em đã chuẩn bị đào để cho nhà nhà đón Tết, người người đón Tết đây rồi quý vị nhá. Đó, đây là những chiếc chậu nhỏ, chậu 40 và chậu 50. Là chậu nhỏ này là để dùng cho những cây đào nhỏ quý vị ạ. Đó, mặc dù là chưa đến Tết Nguyên đán nhưng mà Vĩnh Phúc quê em đã chuẩn bị đào để cho nhà nhà người người đón Tết đây rồi. Hey, quý vị mà có nhu cầu về đào quất nhé, hôm nay thì Minh Thiên đang ở vườn đào. Nếu quý vị và các bạn có điều kiện thì hãy về Vĩnh Phúc quê em để thăm những vườn đào đẹp tuyệt tác và những vườn quất nhé. Và Minh Thiên thì không trồng đào trồng quất, nhưng mà Minh Thiên cấp tất cả các loại chậu để cho quý vị và các bạn trồng đào trồng quất. Chậu tròn, tròn to, tròn bé. Tròn nhà Minh Thiên nhé, là khuôn chậu tròn ABS nhà Minh Thiên có kích thước từ 40, 50, 60, 70, 80, 90 quý vị nhé. Đó, chậu nào thì chúng ta trồng cho loại cây đấy. Hôm nay thì Minh Thiên sẽ di chuyển đi cho quý vị và các bạn thăm. Là mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng mà Vĩnh Phúc quê em đã chuẩn bị đào quất rất nhiều để cho khách hàng đón Tết đây rồi nhá. Đây, em sẽ di chuyển thêm một đoạn nữa, là sẽ có rất nhiều những chiếc chậu để chuẩn bị chờ chào đón những cây đào để đánh lên chậu đây quý vị nhá. Đó, chậu 80, chậu 70, chậu 80, đây tròn đấy quý vị ạ. Đó, các em chậu nó là đang nằm chờ những cây đào đẹp lung linh để đặt lên chậu đây. Đó, quý vị có điều kiện hãy về Vĩnh Phúc quê em nhé, để chuẩn bị đón không khí Tết sớm. Đây là chậu này, chậu tròn quý vị ạ. Đó, tròn 70, tròn 80 này. Đó, loại to thì chúng ta dùng cho những cây cây to. Đó, quý vị hãy cùng em đi xê vào trong này xem là Vĩnh Phúc quê em là đón Tết chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu rất sớm quý vị ạ. Đó, đã những chậu đào đã chuẩn bị để cho nhà nhà đón Tết, người người đón Tết Tết đây. Đây, quý vị hãy xem nhá. Đó, thực ra thì chậu tròn, chậu vuông, chậu lục giác, chậu bát giác thì không quy định là cây nào đặt được và cây nào không đặt được cả. Tất cả các loại cây nhá, cây nào cũng có thể đặt lên chậu được cả quý vị nhá. Đó, chậu nhá, chậu thì chậu to, chậu bé, chậu lớn, chậu nhỏ, chậu lục giác, bát giác. Đó, chậu tròn thì chúng ta đặt lên cái chân tròn. Đó, chậu vuông thì đặt lên chân vuông quý vị nhá. Nhà Minh Tiên có đủ bộ sưu tập nhá, đủ bộ sưu tập chậu to, chậu bé. Đây ạ, đây là những chiếc chậu chữ nhật này, chậu vuông này, chậu vuông, chậu chữ nhật này đều có thể phục vụ cho quý khách hàng trồng đào trồng quất nhá. Đó, nha, chậu vuông thì ta kê với chân vuông, chậu chữ nhật thì ta kê với chân chữ nhật, chậu tròn thì ta kê với chân tròn. Đây, đủ kích thước, đủ bộ quý vị nhá. Đó, Minh Thiên xin trân trọng mời quý vị và các bạn đến Vĩnh Phúc quê em để hưởng cái không khí đón Xuân Tân Sửu sớm. Đó, chả biết các tỉnh khác thế nào nhưng mà Vĩnh Phúc là riêng là đón năm mới thì Vĩnh Phúc là, Minh Thiên tin rằng là Vĩnh Phúc sẽ là cái tỉnh đón năm mới sớm nhất đây quý vị ạ. Đó, quý vị có nhu cầu hãy đến Vĩnh Phúc quê em để thăm cái phong cảnh đào quất và để mua những cây đào này về để chơi Tết quý vị nhá. Đó, chậu nào như Minh Thiện có quý vị ạ? Chữ nhật, lục giác, bát giác,
chậu tròn. Đó, đều có hết quý vị nhá. Đây em sẽ di chuyển thêm vào trong này để cho quý vị và các bạn xem thêm về các loại chậu quý vị ạ. Đây, rất chi là đa dạng và phong phú nhá. Đó, chậu nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Quý vị có thể chọn chậu tròn, chậu vuông đều được hết quý vị nhá. Chậu nào quý vị cũng có thể trồng được các loại cây lên. Đó, lục giác, bát giác, tứ giác. Đó, các nhà vườn thì bán đào rất sớm, nhưng mà Minh Thiên chưa thấy có mấy khách đến mua cả quý vị ạ. Khách đến mua thì hơi ít. Đây đây, những xe đây là xe mua hàng này. Đó, đây là những, đây Minh Thiên sẽ quay cho quý vị xem. Đây là những chiếc đó, khách thì cũng có nhưng mà lác đác thôi. Đó quý vị, Minh Thiên xin trân trọng mời quý vị và bạn đến Vĩnh Phúc quê em để mua đào, mua quất để về chơi Tết quý vị nhá. Đó, cây đào, cây quất là nhà nào cũng có thể, năm mới cũng đều phải mua một cây quý vị nhá. Nhà giàu hay nhà nghèo đều có thể mua một cây đào, cây quất để đón không khí Tết quý vị nhá. Tết mà không có đào, có quất trong nhà thì nó không phải là Tết quý vị ạ. Đó, nhà giàu hay nhà nghèo đều có thể mua được một cây đào và một cây quất, vì là quất và đào là giá cả rất hợp lý quý vị nhá. Đó, quý vị phù hợp với túi tiền loại nào thì quý vị mua lại đấy. Đó nhá. Đó, bộ sưu tập của Khuôn nhá, đều có hết quý vị ạ. Đó, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng mà có những cây đào cũng nở sớm. Đây, có những cây đào này khả năng là muốn Tết đến sớm cho nên là nó nở sớm hơn những cây đào khác. Đây, những cây đào khác đây thì cơ bản là hoa nó đang chúng chím, chuẩn bị nở quý vị ạ. Đó, vì là còn hơn một tháng nữa mới đến Tết cho nên là các nhà vườn phải hãm lại đợi đến Tết thì mới cho nó nở hoa quý vị ạ. Đó nha, nhà Minh Thiên là có đủ các loại khuôn chậu quý vị nhá. Chậu nào của Minh Thiên cũng đều có thể có hết ạ. Quý vị hãy tham khảo giá cả trên website nhá. Đó, khuôn to thì đặt với chậu to, khuôn nhỏ đặt với chậu nhỏ. Đó, quý vị hãy về Vĩnh Phúc quê em để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và cảnh quan ở nơi đây quý vị nhá. Đó, đây là những chiếc chậu tròn này, tròn 50, 60, 70 này. Đó, chậu to thì ta để lên cây to, chậu bé thì ta để trồng cây bé quý vị ạ. Đó, chậu nào trồng cây đấy. Đó, chậu nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng quý vị nhá. Quý vị hãy đến nhà Minh Thiên để Minh Thiên sẽ cung cấp các loại khuôn chậu cho quý vị nhá. Đó, bây giờ thì chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021 cho nên là thị trường chậu, thị trường các loại khuôn chậu thì cơ bản là người ta đang tập trung đến quý vị nhá. Đó, quý vị, Minh Thiên xin nhắc lại một lần nữa là website nhà Minh Thiên là khuonhangrao.com. quý vị hãy gõ vào cái đường link ở bên dưới YouTube này nhá, để đây để Minh Thiên di chuyển thêm xuống dưới kia một chút để cho quý vị xem thêm một số cây trồng đào, châu cây ấy. Đây, cây to để trồng chậu tròn to quý vị nhá. Chậu tròn nhà Minh Thiên này 40, 50, 60, 70, 80, 90 quý vị nhá. Đó, tròn to, tròn bé là có đủ bộ sưu tập nhá. Hãy liên hệ đến Minh Thiên để biết thêm chi tiết các loại khuôn mẫu chậu quý vị nhá. Đó, quý vị hãy gõ vào website và cái đường link ở bên dưới nhá. Đây quý vị này, chậu tròn nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Khuôn chậu ABS bây giờ họ sản xuất ra thì hoa văn cực nổi và đẹp quý vị nhá. Đó, đó, quý vị có thể tham khảo nhá. Khuôn nào nhà Minh Thiên cũng đều có sẵn quý vị ạ. Đây, những chiếc khuôn mà khuôn chữ nhật đây, khuôn chữ nhật đây, đó, khuôn tứ giác đây, đây Minh Thiên sẽ cho quý vị xem khuôn tứ giác đây. Đó, mỗi một chiếc khuôn đều có một dáng vẻ khác nhau
Cho nên quý vị và các bạn mua chậu nào cũng có thể trồng được hết nha quý vị nhá. Chậu nào quý vị cũng có thể trồng cây đào khoai quất lên đều đẹp hết ạ. Đó. Không cứ gì phải chậu nào cả quý vị ạ. Đó, chậu nào cũng có thể trồng được lên hết. Quý vị hãy chọn nha, đây những chiếc chậu 90 đây. Chậu tròn 90 trồng được những cây đào rất to quý vị ạ. Đó. Đó. Đào thì ở Vĩnh Phúc quê em là chưa nở quý vị ạ. Chưa nở nhưng mà sẽ chuẩn bị đến năm mới thì các nhà vườn mới cho nó nở hoa. Đó, bây giờ thì chưa cho nở nên nó không được nở. Đó, quý vị hãy liên hệ đến Minh Thiên nhé. Minh Thiên xin nhắc lại là bên Minh Thiên vẫn có số điện thoại là 033 300 1190. Và số thứ hai là 0981 441 808. Số thứ ba là 0855 000088. Đó, hãy liên hệ đến Minh Thiên để được cung cấp thông tin và tư vấn tốt nhất quý vị nhé. Đó, quý vị hãy gõ vào đường link ở bên dưới YouTube này nhé, để cập nhật thông tin và giá cả. Đó, Minh Thiên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ạ. Đã theo dõi video của Minh Thiên.